Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay SYM Việt Thanh sẽ cùng các bạn khám phá mẫu xe ga thời thượng được bình chọn là một trong những mẫu xe độc đáo và nữ tính nhất năm 2019. Đó là chiếc xe SYM Elise 50cc. Đầu tiên khi nhắc đến chiếc xe SYM, ta sẽ ấn tượng ngay đến sự bền bỉ của hãng xe này đã được khẳng định trên thị trường ngay từ khi xuất hiện và ăn sâu vào tiềm thức người tiêu dùng Việt Nam. Chiếc xe SYM Elise 50cc với tạo hình trẻ trung nhã nhặn, gọn gàng và kết hợp với nhiều đường cong mềm mại, đặc biệt phù hợp với các bạn học sinh, sinh viên và các bạn nữ. Và một điều mình cực kỳ tâm đắc với dòng xe này, ngoài kiểu dáng nhỏ gọn thanh lịch ra, thì dòng xe này không cần tới bằng lái nên nếu bạn chưa có thì đừng lo nhé. Xe có kích thước gọn gàng, tổng thể hài hòa cân đối giữa phần đầu trước và thân xe. Xe có kích thước chiều dài, chiều rộng và chiều cao tương đương với 1,725, 650, 1025mm, độ thoáng gầm là 100mm, chiều cao yên rất vừa phải, 740mm. Xe có trọng lượng nhẹ không quá nặng, giúp cho người sử dụng tiện lợi và an toàn hơn. Xe SYM Elise 50cc sử dụng được tất cả các loại xăng trên thị trường. Công suất tối đa là 2,7000W tại 8000 vòng trên 1 phút. Mô men xoắn cực đại 3.4 nanomet tại 7000 vòng trên 1 phút. Tiết kiệm nhiên liệu tối đa khi vận hành, giúp tiết kiệm hơn về tài chính cũng như là bảo vệ môi trường. Được trang bị đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cao với dung tích 49,5cc, đạt vận tốc tối đa là 50km/h. Bình xăng có dung tích 4,8 lít và có thể chạy trên mọi địa hình. Nằm trong top 5 xe tay ga cực kỳ thời thượng và cá tính, rất phù hợp với các bạn trẻ. Đặc biệt với kích thước nhỏ gọn như thế này thì rất dễ di chuyển trong thành phố. SYM Elise 50cc đã phát huy đúng nhiệm vụ của mình, đó là xây dựng hình ảnh, phát huy tối đa công dụng và cuối cùng đó chính là gây thiện cảm với khách hàng. Ổ khóa hiện đại, tích hợp 4 trong 1 các chức năng như công tắc điện, khóa cổ, mở nắp bình xăng và khóa từ chống trộm. Phía trên đỉnh đầu xe là cụm đồng hồ hiển thị với thiết kế đơn giản mà vẫn đẹp cổ điển, như một dạng trang sức kim hoàn tăng lên sự nổi bật. Tay lái nhỏ có tích hợp các nút bấm tiện dụng. Thiết kế thời trang này sẽ đem đến cho chiếc xe vẻ đẹp vừa cổ điển vừa sang trọng. Yên xe đôi với lớp bọc da mềm mại sang trọng, độ dài yên vừa phải. Dưới yên, phần cốp xe được thiết kế rộng rãi, tận dụng tối đa không gian cho người sử dụng có thể để được nhiều đồ hơn. Đặc biệt, các phái nữ hay thường sử dụng nhiều đồ mang theo mình như túi sách, mũ bảo hiểm. Hệ thống đèn pha và hậu có thiết kế độc đáo nổi bật với khối hình tròn. Phía trước đèn hậu có nắp bình xăng tăng thêm độ tiện lợi cho người sử dụng. Mỗi lần các bạn nạp xăng thì sẽ không phải mở yên xe nữa nha. Dưới dáng vẻ nhẹ nhàng nữ tính là hệ thống khung sườn chắc chắn chịu được trọng tải lớn. Hệ thống giảm xóc êm ái tạo cảm giác thoải mái khi đi xe. Đặc biệt, xe được trang bị lốp không xăm với độ bền cao cũng như tăng sự an toàn. Và bây giờ mình sẽ đi dạo một vòng với chiếc xe này nhé. Các bạn thân mến, vậy là xe điện Việt Thanh đã cùng các bạn khám phá trải nghiệm chiếc xe thanh lịch nhỏ gọn SYM Elise 50cc siêu thời trang này rồi. Cảm ơn các bạn đã đón xem video và nếu như các bạn muốn biết nhiều thông tin hơn nữa, hãy truy cập ngay vào website vtmoto.vn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!